情深偏偏成遗憾，有离开至挽留，从无求走到强求，没法放手。前方有太多想要去追，别回望过去，求得到所需，甘露雨水，甘愿如卧具。 人生要至少一个壮举，恨谁的错对，城堡变废墟，风光小刻免恐惧，无止境进取，我没有罪。 Thật ra tôi phải nói tiếng xin lỗi cậu thì đúng hơn. Có thể nói trình tự bàn giao của chúng tôi xảy ra chút nhầm lẫn, bắt cậu vừa tới đây phải xử lý vấn đề thu hồi đất Cực Châu. Thật ra chúng tôi đã quyết định tạm ngưng dự án này rồi, cho nên không quên, không thành vấn đề, tôi đã giải quyết xong hết rồi. Hà Châu, tôi là... Ê, không cần giới thiệu, tôi biết ông là ai, CEO của tập đoàn Hứa Quỳnh chứ gì. Trưởng thôn mà. Lần trước thành thật xin lỗi ông, cho nên lần này tôi đặc biệt tới đây đích thân gặp lão phu nhân và tất cả mọi người trong dân làng để nói con xin lỗi. Lão phu nhân à, lần này con thay mặt tất cả mọi người trong tập đoàn Hứa Quỳnh xin lỗi bà. Cậu cũng có văn chương lắm, cậu cũng là người ở thôn quê sao? Cậu đừng tưởng đổi người khác tới nói với tôi thì có thể thành công. Tôi bảo vệ thôn Tăng gia, cho dù là Phật tổ Như Lai, Quan Âm đại sĩ tới đây cũng miễn thương lượng. Kế đó thế nào? Lão phu nhân cũng rất cương quyết. Sau đó bà cũng chịu nghe tôi nói. Bà hiểu rõ chuyện kế hoạch phát triển Trực Châu là một hạng mục phát triển rất lâu dài. Và bây giờ công ty chúng ta chỉ muốn nhận được ý định thư đồng ý thu hồi đất của bà trước mà thôi. Thật sự thu hồi đã là chuyện sau này rồi, nên tuyệt đối không có chuyện động thổ xây dựng ảnh hưởng tới vấn đề phong thủy của thôn Tăng gia, giống như lão phu nhân đang lo lắng. Lấy khu đất rồi lại không đem về phát triển, anh dụ ngọt bà ta trước phải không? Tôi không dụ ngọt bà. Chính quyền chỉ vừa mới thông qua phương án thu hồi đất mới nhất mà thôi. Đến khi thực sự xác định bắt tay xây dựng, thành phố mua sắm biên giới đã là chuyện rất xa. Nên thực tế cho dù chúng ta thực sự thu hồi được cũng không cần phát triển nhanh tới vậy. Và tôi cũng nhắc nhở lão phu nhân, phát triển Trực Châu là chuyện sớm muộn chắc chắn sẽ tiến hành. Đến lúc đó chính phủ có thể dùng điều lệ thu hồi đất đai của mọi người cưỡng chế thu hồi thôn Tăng gia, và mức bồi thường tuyệt đối không thể nào sánh bằng điều kiện mà tập đoàn Hứa Quỳnh của chúng ta có thể đưa ra. Cậu làm vậy có khi nào là hăm dọa không? Có rất nhiều điển hình có thể chứng minh chính phủ tuyệt đối sẽ làm vậy. Tôi đã đưa ra một điều kiện đối với họ mà nói, đó là ưu đãi nhất. Đó là kế hoạch trả tiền trước rồi chúng ta mới thu hồi đất sau. Ý anh muốn nói họ ký ý định thư trước, khoan thu hồi đất, bắt chúng ta đưa tiền cho họ trước sao? Đúng vậy. Tôi dự tính dùng phương thức chi trả nhiều đợt đưa tiền cho họ trước. Thực ra trước đó tôi cũng nói chuyện với con của lão phu nhân rồi, đa phần đều muốn mau chóng bán đất. Nhưng mà vấn đề là lão phu nhân muốn ngày nào bà còn sống nhìn thấy từng ngọn cây cọng cỏ của thôn Tăng gia không hề thay đổi. Đương nhiên bà cũng có nói với tôi, khi bà nhắm mắt lại thì sẽ không tới lượt bà quyết định nữa. Nên bây giờ có thể lấy tiền trước, nhìn thấy con cháu của bà sống cuộc sống yên ổn hơn, bà cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hay lắm, lão phu nhân đã gần đất rồi hả? Kế hoạch này cùng thắng. Anh biết à, anh có thể đặt mình vào đó, nghĩ cho người ta trước rồi mới nghĩ tới mình, tìm hiểu kỹ lưỡng trước mới đưa ra tình lý. Tốt vô cùng, tốt lắm. CEO hay lắm. Nè, tôi lập tức nghĩ ra một câu chuyện. Có một hôm gió bắc và mặt trời đấu với nhau, ai có cách có thể làm cho mọi người cởi áo khoác trước. Gió bắc lập tức ra sức hú hú thổi gió, ai ngờ càng thổi mọi người càng ôm chặt áo khoác, còn mặt trời thì tận dụng hơi ấm của mình, sự nhiệt tình của mình, làm mọi người nực đến nỗi tự mình cởi áo khoác ra. Cậu chính là mặt trời đó, hoàng hôn. Cảm ơn Quỳnh. Phải cho cậu nổ like. Cảm ơn chị Quả. Tôi đã nói nhân sự mới, tư duy mới chắc chắn sẽ được. Cũng nhờ tôi có tầm nhìn kêu nít đi, chớp mắt đã xong việc. Coi như anh còn thương con trai, cố tình mua ổ mới cho nó. Nó đã có tuổi, bị viêm khớp nữa, cái ổ cũ lên xuống không tiện, có phải không? Viêm khớp chuyện nhỏ thôi mà, quan trọng nhất là cố gắng canh chừng nó, đừng để cho nó nặng hơn. Anh nghe nói dùng đèn sưởi ấm hồng ngoại soi lên khớp của nó sẽ bớt đau hơn. Bữa nào mua một cây lên đây, chịu không con trai? Nhìn kỹ anh cũng là một người tốt. Trước giờ anh luôn rất tốt với con trai mà.
Đâu có, anh còn ra tay giúp sư huynh của anh nữa. Đít à, anh giúp cái gì chứ? Chẳng phải anh có cách giúp ảnh giải quyết vụ thu hồi đất sao? Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ ra tay giúp ảnh. Sư huynh là sư huynh, chúng ta mướn ảnh là CEO cũng phải coi ảnh có tài hay không. Vụ thu hồi đất coi như thi bằng lái của ảnh. Sao anh kỳ quá vậy? Nếu ảnh làm không xong, anh định mặc cho ảnh chết hả? Có những câu hỏi mà tính giả thiết không cần phải trả lời đã xong rồi mà. Đâu có đâu, em thấy anh làm như vậy không đúng đó. Đâu có, anh cảm thấy em thực sự quan tâm ảnh lắm. Chẳng phải em mê ảnh sao? Người ta có vợ con rồi, em phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, cảm giác tội lỗi nặng nề lắm. Xuống địa ngục đó có biết không? Đừng có làm như vậy mà. Đừng có đổi đề tài nữa. Em đang nói anh mà. Em vừa không có ngực, vừa không có mông, lại không có chân dài 43 cm. Em làm vợ người ta vậy sao? Sao anh biết em không có chân dài 43 cm hả? Nè, bắt con bảo hành gia đình kia. Nè Tá à, người là sắt, cơm là thép. Người cứng cách mấy cũng phải ăn cơm mới càng cứng cáp hơn. Trời ơi, vừa bào ngư vừa đùi ngỗng quay. Em làm việc cực khổ, đương nhiên phải ăn đồ ngon rồi. Đi đêm tí có ngày gặp ma đó. Bữa nào chị cũng ăn cả ngàn đô mới chịu. Coi chừng anh ta phát hiện ra. Bữa ăn hôm nay là do cậu Nick mời mà. Vậy thì em phải ăn mạnh miệng mới được. Thật ra Tá à, CEO mời uống trà, cả công ty đều đi, chỉ có mình em không đi. Tức là chứng tỏ nói với cả thế giới em không ưa cậu ta thôi. Đâu phải chị không biết, em là người không xu nịnh, không giả tạo. Chuyện gì cũng in trên mặt hết mà. Nếu như em đi dự bữa trà này, nguyên bộ mặt không ưa bày lên bàn, đến lúc đó mọi người ăn uống không vui, tội tình gì chứ. Cũng phải. Biết rõ được mất ắt định sẵn, em phải nhẹ nhàng đối mặt. Rung rẩy trong cô đơn, có biết em thật sự khó chịu không? Thật ra nhà hàng lúc nãy nổi tiếng nhất là món gà chiên giòn chấm sốt. Vậy sao chị không lấy cả dĩa cho em? Còn nói nữa, cậu Nick tới không bao lâu thì lập công lớn, thân thế chẳng phải là gà chiên giòn nổi tiếng sao? Chị không muốn đem về đây để em nói chị bị chị Quỳnh nhập, dùng để sốc em. Thực ra tim em dễ dở lắm, em hận em không phải là người thôn quê. Em hận em không biết tiếng thôn quê, Phật Sơn Tán Tiên Sinh thì sao? Cũng không sánh bằng gà thả vườn thôn quê. Em nghĩ cậu Nick là người thôn quê sao? Anh ta cũng nhờ tiếng thôn quê mới dụ được lão phu nhân thôi. Cậu Nick là người Đài Sơn đó. Chị cố tình cầm lý lịch của cậu ta đọc kỹ. Thật sao? Cô Ly nói cậu Nick bỏ ra 2 ngày để học tiếng thôn quê cấp tốc đó. Em chịu thua một bước. Với năng khiếu của Lương Tán này, chắc chắn trong một ngày đã học được tiếng thôn quê rồi. Chết rồi. Muộn cũng không sao, em chắc chắn làm được. Đường xa mới biết sức ngựa. Ăn. Chị hai, em nhất định ăn thật ngon, ngủ thật ngon, sống thật tốt thì sống dai với Trịnh Lập An. Chiến thắng cuối cùng chắc chắn thuộc về Phật Sơn Tán Tiên Sinh. 3, 2, 1. Wow. Làm chủ trì nghi lễ, mở lò đi. Cũng được. Việc nặng nhọc để tôi làm. Nè coi, hay lắm, qua đây cùng mang bánh trứng đi. Anh trước. Không cần đâu, đưa mấy đồng nghiệp ăn trước đi, tôi chờ đợi sau cũng được. Được, tôi cũng chờ lần sau, cảm ơn nha. Khai à, ăn bánh trứng, uống trà sữa là thưởng thức mà. Hay là biểu diễn dài đường giống như ông Quỳnh vậy, pha trà sữa cho mọi người uống đi. Yeah, yeah, ông Quỳnh đã đi coi tiệm, nếu không chắc chắn sẽ dành pha ngay. Chẳng phải mọi người ai cũng có thể giảm giá của gia xương hay sao? Tan sở đi uống được không? Yeah. Sao nhộn nhịp vậy? Cha, còn rất thơm nữa. Anh Nít mua bánh trứng về ăn đó, cô có ăn hay không? Không cần đâu, cảm ơn. Gặp hai người ở đây thì cũng hay lắm. Tôi muốn gặp hai người để cùng bàn bạc dự án cải tạo thương xá Kim Tinh. Cục Thương vụ và Phát triển Kinh tế đã liên lạc với tôi rồi. Họ đánh giá sau khi cải tạo xong thương xá Kim Tinh có thể trở thành điểm đến mới của họ. Hy vọng chúng ta có thể phối hợp với chính phủ làm một số tuyên truyền và quảng bá. Nên tôi dự tính chỉnh lại một số thiết kế bên ngoài của thương xá Kim Tinh, làm thêm một số LED lớn bên ngoài để nâng cao nền tảng quảng bá. Bên ngoài tòa nhà là một nền tảng chiến lược quảng bá rất là hữu hiệu. Tức là khách hàng bản xứ với lại du khách đều có cơ hội tiếp xúc nó. Vậy thì tôi phải tính lại dự toán. Để tôi suy nghĩ xem có thể tận dụng LED lớn như thế này hay không. Du nhập thêm một số các công ty hay là nhãn hiệu làm quảng cáo ở chỗ của chúng ta, còn có thể tăng thêm nguồn thu nhập. Tốt lắm, để coi lần sau có dịp làm thêm một số khảo sát không. Luôn tiện tôi muốn coi hai người có ý kiến gì đối với công ty không. À có đó. Nè, bây giờ có thêm lò nướng V3, có nên cải thiện hơn nữa, mua thêm mấy nướng bánh mì. Không vấn đề. Tôi nói đùa thôi, ai cũng nói anh cầu gì được nấy, thì ra là thật. Tôi không phải Quỳnh Đại Tiên, nhưng mà với tất cả nhân viên tôi đều nói như vậy. Nếu như mọi người cảm thấy công ty có thể cải thiện điều gì, chỉ cần trong khả năng của tôi có thể làm được. Và tôi cảm thấy hợp lý, tôi sẽ làm ngay. Quy định công ty. Tức là gì? Tức là phòng tài vụ tầng 17 có một đồng nghiệp. Hai người đang nói về chuyện nhân viên trước đó bị đuổi việc, Y và Thái sao? Phải. Thực ra tôi cũng tìm hiểu trường hợp này rồi. Có phải là hai người hy vọng tôi chỉnh sửa lại quy định công ty,
vẫn phát tiền thưởng cho những nhân viên bị đuổi việc không? Chúng tôi cũng hiểu rõ, những nhân viên bị đuổi việc không nên nhận được số tiền thưởng này. Nhưng mà tôi cảm thấy cũng cần phải có ngoại lệ. Nếu như xử lý thẳng tay như vậy thì... Chứ tôi cảm thấy quy định này không có tính người một chút nào hết. Tôi hiểu mà. Thật ra tôi cũng có nghiên cứu quy định công ty. Hay là tôi có thể thêm vào một mục tiền thưởng có thể dựa theo trường hợp đặc biệt chăm chứ xử lý. Sau đó sẽ họp với mọi người ở phòng tài vụ và phòng nhân sự cùng nhau nghiên cứu, coi làm sao để có thể phân phối tài nguyên công ty một cách tốt hơn. Ok, nếu như sau này hai người có suy nghĩ gì đối với công ty thì cứ việc trao đổi với tôi. Cảm ơn. À, Khai à, thứ bảy này anh có rảnh hay không? Rảnh. Vậy thì hay lắm. Nè, tôi có một cô bạn người Pháp Sofia, cô đang viết bài luận văn tốt nghiệp, định tìm hiểu những nhà hàng nổi bật nhất, đặc sản nhất ở các nước châu Á làm bản so sánh. Cô đã tới Hồng Kông muốn tham quan một số tiệm trà, cho nên tôi muốn... Cho nên đương nhiên phải tìm Hoàng tử trà sữa này rồi, phải không? Được rồi. Cảm ơn. Hoàng tử trà sữa, lần này giới thiệu không sai nha. Vua trà sữa. Vua trà sữa. Xin chào. Nè, ông à. Ông chủ. Ghi phiếu, ghi phiếu. Dạ. Mời chính. Ý, sao con ở đây vậy? Ủa, mẹ cũng ở đây hả? Delicious. À, chữ này ba biết nghe. Tức là cổ đang khen thức ăn của chúng ta rất là ngon, có phải vậy không? Cho ba một like đó. Dạ phải, ông Quỳnh. Nè, con nói với Sophia, tại sao thức ăn của Gia Sương lại ngon như vậy? Bởi vì chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt, nhanh, ngon, tuyệt. My father says why our food tastes so delicious is because we insist on the belief of quick, attractive and quality. Yeah. Bà chính rồi, người ta không phải tới làm quảng cáo cho chúng ta đâu. Cô tới lấy thông tin để viết luận văn mà thôi. Nè Di Gia. Hả? Nếu như lúc trước con cố gắng học hành, học luôn 2 năm đại học cuối cùng, bài luận văn này phải do con viết. Lần này con thật sự bị bêu giữa đám đông rồi. Sợ gì chứ, họ có biết nghe đâu. Tôi biết nghe đó nha. Ý trời, bấy lâu tôi cứ coi cô là gái Tây, tưởng đâu cô nghe không hiểu chứ. Hôm nay Khai mới giống dân Tây, tiếng Anh tiến bộ rất là nhiều. Ban đầu tôi định là tới đây phụ phiên dịch, ai ngờ ảnh và Sophia đối đáp rất trôi chảy. Hồi nãy tôi nghe nó nói cũng ra trò ra vẻ lắm chứ. Ý. Nè, trao giải tiến bộ vượt bậc cho con. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn nha. Trước tiên còn phải cảm ơn bà Chính, cảm ơn bà Chính. Gia đình của chúng tôi rất là hài hước. This food is so delicious, even better than a baguette. But my favorite would have to be the fishball noodles. Sophia muốn khen ba, cô nói bánh bơ sữa của ba còn ngon hơn là bánh mì của cổ. Bản thân cổ thì thích ăn đồ xào hơn. You very biết ăn. Con nói cho Sophia dạ. biết, gia sương chúng ta có ba tốt. Thức ăn tốt, hoàn cảnh tốt, phục vụ tốt. Được, lát nữa cô sẽ nói với cổ. Bởi vì cô mới nhớ ra trước khi cô tới Hồng Kông đã điểm danh ba rồi. Biết ba có danh tiếng ở đây lắm luôn đó. Hả? Cho nên muốn vua trà sữa đích thân biểu diễn pha trà sữa. Với lại sau đó muốn làm phỏng vấn ba nữa đó. Biết chọn. Không thành vấn đề. Do you mind helping me and your dad take a photo? No problem. Cô muốn chụp tấm hình với ba và chị. Ok. 1, 2, 3. Thôi đi. Đi. Bây giờ vui vẻ hay sao? Nè nè, mau qua đây, mau qua đây đi. Nè nè nè, đây đây. Xin mời chị tiểu phụ. Nhiệt liệt hãy đại tràng. Nhiệt liệt ta tiếng hát như mây xa, không khí như người bay đến khắp nơi. Đó là chuyện gì vậy? Từ dạy không có mặt thì nói người đó thôi. Không có mặt, không có mặt sao? Bà nói con đó hả? Đương nhiên là nói con rồi, đang khen con đó. Nè, khen con lúc nãy nói tiếng Anh với cô gái người Pháp đó, nói tới nghe rôm rốp. Thử hỏi không đợi con về cùng vỗ tay sao được chứ. Nè, tại sao nói với người Pháp lại nói tiếng Anh chứ? Cái chính là bây giờ con của tôi giỏi lắm, nói tiếng Anh nghe rôm rốp à. Bình thường, bình thường thôi bà. Sao vậy Chính? Anh khóc sao? Đâu có đâu. À, không không không, nước mắt vui mừng, nước mắt vui mừng. Mà Chính à, liếc mắt nhìn con trai và con gái tiến bộ lắm. Anh hai à, em thấy anh tiến bộ như vậy em cũng muốn khóc lắm, thiệt tình. Chết đi.
tôi thì tuổi già an ủi thôi, còn cậu khóc cái gì chứ? Em rơi lệ vì sự ngu đần của nó. Lúc trước nó cứ nhét lỗ tai không biết nghe cái gì mà. Thì ra là học tiếng Anh. Học tiếng Anh thôi, cần gì phải như vậy, đáng gái Tây là được rồi. Tại sao em nó có tiến bộ là bởi vì bớt giao du với người này? Hả? Anh sao lại là tôi chứ cậu đó? Ba thì cảm thấy dạo này Di Gia thường qua lại với Mel, tiếng Anh nó được tập luyện từ đây. Hay lắm. Học tiếng Anh nó đâu cần tán gái Tây, tán cô Mel cũng được mà. Phải ha. Trời ơi, mọi người nhầm lẫn hết trơn rồi. Gần đây con đang dùng một ứng dụng tự học tiếng Anh để mà học tiếng Anh thôi, không liên quan gì tới Mel đâu. Khoan đã, lúc nãy mọi người có đề cập đến một cô gái Pháp mà. Có phải còn đang tán tỉnh cô gái Pháp này cho nên học tiếng Anh không? Tán gái Pháp đương nhiên phải học tiếng Pháp rồi. Không phải ha. Không phải đâu, cô gái Pháp đó không phải là có ý với con, cô có ý với bà Chính mà thôi. Nè, cô gái Pháp đó đã hôn lên trên má của bà Chính. Có hình có sự thật, mọi người coi đi. Thằng quý này thiệt à. Trời ơi. Phép lịch sử của người Pháp, hễ gặp mặt thì hôn một cái thôi, có gì đâu chứ. Đâu có gì đâu, không có gì hả? Em chưa biết sợ là gì. Vậy cũng phải, anh hai là mắt cọp mà. Năm xưa bốn đóa hoa thâm thủy bộ có một bông hồng dài lẳng lơ nhất, đàn ông nào nhìn thấy cổ cũng nhìn trân trân, nhìn đến chết. Chỉ có anh hai đây, trời ơi, cặp mắt của ảnh chỉ nhìn đóa hoa bách hợp khác thôi. Đó chính là má chính của tụi con. Nhớ năm xưa ông thất mù coi bói cho tôi, ông nói cá tính tôi như cây cổ thụ, chỉ có một lõi thôi à. Nè, quay lại đi, quay lại đi. Sao lại lái đi xa vậy chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Nói tới đâu rồi ta? Lúc nãy đang nói Di Gia học tiếng Anh tán gái. Còn ai chuyện à? Tán tỉnh ai thì... Ai à? Gì thì cũng biết rồi. Di Gia, để cậu Lai này tặng dạy chiêu tuyệt kỹ tán gái cho con sử dụng. Ủa, cậu có bồ sao? Bây giờ không có nghĩa là sau này cũng không có. Hey, xưa có tu thần tề gia trị quốc bình thiên hạ, lương tán này thì đi ngược lại quy luật, trước tiên bình thiên hạ sau trị quốc rồi tề gia. Lần này tu thần trước đi. Vậy tán hết rồi. Ê chị hai, luôn cả chuyện không ủng hộ em sao? Anh Lai. Xin chào. Chào chị Hoa. Xin chào. Hay lắm. Hay lắm, em đỡ phải lo rồi. Quang ô. Có mờ ám. Thì lắm. Chào chị Hoa, chào anh Lai. Chào anh Lai. Xin chào. Sao giống uống nhầm thuốc vậy? Tìm hiểu cái đã. Apple, Minh, Tom, Danny, vô phòng tôi. Được rồi. Sẵn à? Dạ. Vô phòng tôi. Dạ. Chẳng hay anh Lai kêu tôi vô đây có chuyện gì? Cô nghĩ bây giờ tôi tán cô một cái cô cười được nữa không? Anh Lai đừng có giỡn nữa mà. Cô bộ cô cũng giống như mọi người bên ngoài, đúng là khùng rồi. Không lẽ có người ném tiền xuống đường, mọi người lượm hết tin tức nóng hổi đâu có nói. Không phải đâu anh Lai, không cần coi tin tức nóng đâu. Anh có email đi. Bắt đầu từ tháng sau, công ty tăng thêm hỗ trợ y tế, với lại tài trợ phí giao thông. Đồng nghiệp nào ở xa hơn thì được lợi nhất. Chẳng những như vậy, còn có thêm tiền tăng ca nữa. Tất cả đều do anh Nick hỏi. Công ty chúng ta có gì cần cải thiện thì đem hết cho ảnh. Ai ngờ tất cả làm được, cho nên mọi người mới tất cả đều cười đến giống như lượm được vàng vậy đó. Nếu không có gì tôi ra ngoài trước nha. Cộng thêm y tế, hỗ trợ giao thông gì đó, đám người đó liền mừng đến bay lên trời. Đúng là không biết làm việc lớn gì hết. Thật ra cũng không ít đâu. Lúc trước nhóm trà sữa làm ở Lệ Chi Giác, đa phần sống ở Cửu Long, thậm chí có người sống ở Thi Thủy Vi, Đồng Môn, vân vân. Bây giờ làm ở Trung Hoàng, đích thực phí giao thông là một gánh nặng. Cho nên con cũng mừng cho họ đó. Lúc trước nhóm Hồng Trà chưa bao giờ có tiền tăng ca, cũng mừng cho họ thôi. Có vậy mà lúc trước nhóm trà sữa sướng hơn, gia sương dưỡng chúng ta có thêm tiền mà. Ha, bây giờ tự nhiên không có, cục hứng vô cùng. Phải. Nhưng bây giờ có lại rồi, tự hỏi có hứng thú hay không. Người thượng lưu theo chế độ đi bộ, phúc lại công ty hà khắc như vậy, họ không may mắn cũng đáng. Chị cũng ký nữa, biết rõ anh Nick thực hiện phúc lợi nhân viên, sáng nay cũng mạnh miệng nói với em, có mờ ám, gạt em thôi. Chị tưởng đâu là chuyện khác, ai ngờ đám người đó phản ứng mạnh như vậy. Em cũng kỳ nữa, sao lại không biết chứ. Cậu tán là con trâu mà,
cứ cúi đầu ra sức làm không để ý thôi. Em sinh sao đẻ muộn, nhưng mà em cũng phát hiện anh ta làm vậy là có vấn đề. Vậy mà mọi người còn cười được nữa. Mọi người cần phải khóc sao? Mọi người nghĩ kỹ lại đi. Bây giờ Nick tùy tiện phân phối tài nguyên công ty, lấy tiền công ty mua chuộc lòng người, nâng cao bản thân. Anh hai à, lúc trước anh mướn anh ta đã nhìn sai rồi. Nhìn sai cái gì? Lỗ mũi của anh ta lộ ra ngoài là tán tài đó. Chưa kiếm được tiền cho công ty đã xài phung phí. Đáng lý phải kêu anh ta để chút riêng mép cản tài cản lộc. Nếu không thì phí hết tiền của công ty, khóc than cũng vô ích đó. Anh Nick không xài phí một xu nào của công ty. Không thể nào. Thật ra sau khi hai công ty sáp nhập, rất nhiều sổ sách bị chồng chéo, với lại rất nhiều khoản chi không rõ ràng. Những chuyện đó cậu Nick đều sắp xếp lại hết. Cậu ta tiết kiệm rất nhiều cho công ty. Những chi tiêu vô bổ đó cũng được giảm thiểu. Cậu ta đã nói chuyện với Adam và cũng gặp thím ba nói chuyện. Thím cũng uống hai bữa trà với cậu ta rồi. Phải, cậu ta đã nghiên cứu với em rất lâu. Cậu ta nói để coi nhân viên ở phòng ban nào có trường hợp chồng chéo, giảm được thì giảm, khi cần mới tuyển thêm. Nè, bây giờ cậu ta đã nâng cao sĩ khí của nhân viên. Tiếp theo dự định huấn luyện nhóm thứ hai, dùng để ứng phó lượng công việc sắp tới mở rộng công ty, với lại thay thế những nhân viên có hiệu quả làm việc kém. Nghe kỹ cũng hay lắm. Con đã nói chuyện với anh Nick. Anh đã tặng cho con hai bàn tay. Tay đầu tiên, đó chính là tay đánh, chuyên đánh những nhân viên có tiềm năng nhưng mà chưa làm hết sức của mình. Ngoài ra, sát thủ, chuyên môn đuổi những nhân viên không có tiềm năng, không có năng lực với lại không có tâm. Anh còn nói ha, sắp tới kêu mọi người chuẩn bị đánh giá tâm lý và công việc của nhân viên trong phòng ban của mình. Anh sẽ nói chuyện với lại từng người một đó. Hai bàn tay cần phải vỗ vào nhau. Cậu Nick này nên đổi tên là cậu giỏi mới đúng. Công ty mướn được người giỏi như vậy, có phải mọi người cần phải hát một bài cùng vỗ tay vậy không? Xem ra hai bàn tay này đã đánh anh lại hai cái tát rồi đó. Tán à, để coi cậu có phục hay không. Tại sao em phải phục? Ê, ông Quỳnh uống trà, uống trà. Ông Quỳnh uống trà, uống trà. Ê. Số 1 lấy tiền. Quỳnh trà sữa đã kêu mua số 1 theo tôi rồi. Ông nhất định đối đầu với tôi. Không phải tôi đối đầu đâu. Tôi thích tên của con số 2, trung can nghĩa đảm. Trung can nghĩa đảm, cuối cùng mới hy sinh oanh liệt thôi. Ông coi con số 1 của tôi đi, tôi giỏi nhất, như vậy mới đúng chứ. Hội trưởng, ông sắp làm chủ ngựa rồi. Vậy con ngựa của ông đặt tên là gì? Đương nhiên là tôi mạnh nhất rồi. Nói nhiều vô ích. Để tôi đi lấy 3,700. Lấy hên cái đã, xin lỗi ngang. À, ông Phùng à, vậy mà ông cũng có thể làm hội trưởng, buộc phải tới đây góp vui thôi. Tôi mạnh nhất, mạnh ở chỗ nào chứ? Chỉ biết tổ chức chiến lược giảm giá, phá thị trường. Ê, mạnh ai nấy làm thôi. Tôn chỉ kinh doanh của Gia Sương chúng tôi, đó là chất lượng đi đầu. Thật ra hội trưởng hiệp hội liên minh ngành ăn uống phải do vua trà sữa đây làm. Phải, thua một bước chân coi như là thua rồi. Vua trà sữa, đến giờ ông Phùng vẫn gọi ông là Quỳnh trà sữa, không nể mặt ông như vậy. Ông là cổ đông lớn của tập đoàn Hứa Quỳnh mà. Xét gia thế ông hơn ổng, thôi thì làm chủ ngựa, đặt tên ngựa là vua trà sữa hay là bánh trà sữa gì đó, đặt tên quái cho ông thôi. Ê, bỏ đi bỏ đi, mày nhiều trò để làm cái gì chứ. Tục ngữ cũng có câu mà, chơi nhỏ thì giải trí, tới đây đừng bao giờ chơi tới nghiện. Tôi chỉ tới đây vui thôi, ngắm màu lông của con ngựa, ngắm dáng vẻ chạy đua của chúng, lại có thể làm việc thiện, vui vô cùng. Tôi mời ăn cơm. Tôi cảm phùng, lấy tiền có vẻ như vui mừng lắm thì phải à. Hey, cái hình của tôi thật sự tốt đến nỗi tôi cũng không tin. Thư ký của tôi mới gọi điện thoại cho tôi, nhận được thư mời, mời tôi tham gia diễn đàn cấp cao của giới thương gia đó. Chà, diễn đàn này 3 năm một lần đó. Tổng cộng tập trung doanh nhân kinh tế của hơn 30 quốc gia. Ít nhiều gì cũng có cả ngàn người tham dự. Chà, ông Phùng, sau khi ông làm hội trưởng, thân thế địa vị của con người ông cũng khác hẳn nè. Cần gì nói chứ, đất Hồng Kông có nhiều người được tham gia đâu. Được mời đi đều là những tinh anh của các lĩnh vực. Bây giờ ngành ăn uống ai mạnh nhất chứ? Chính là tôi. Xin lỗi nghe Quỳnh trà sữa, không có phần ông. Ê, ta. Ông Quỳnh ơi, có ai tìm tôi, nói lát nữa tôi về. Ok.
Ông Quỳnh. Ủa, xem đứng đây vậy má chính. Anh đúng là con hổ mắt điện nha. Anh đi đứng cũng không nhìn xung quanh sao? À, xin lỗi xin lỗi, tìm anh có chuyện sao? Kêu anh ăn trưa thôi, nhưng thấy anh cười tươi như vậy lại hối hả. Anh có hẹn rồi phải không? Hẹn với ông Phùng đó. Lần trước sau khi anh cùng ông tới trường đua, anh nói không đếm xỉa ổng rồi mà. Lần này tới ra ngoài, phòng đối ngoại chính thức báo với anh mời ông Quỳnh Vĩnh Chính tham gia diễn đàn cao cấp của giới thương gia đó. Trời, đúng là mừng cho anh đó. Đừng để ổng tưởng đâu bản thân ổng họ Phùng thì giống như lão Phụng vậy, lúc nào cũng oai nhất ha. Thì đó, bây giờ anh nôn nóng lắm, lát nữa muốn coi nét mặt tức tối của ổng đi. Bye bye. Bye bye. Cứ theo kế hoạch vậy đi. Phải rồi, cứ vậy đi. Anh Đức, xin lỗi. Chris, có chuyện gì lo lắng gì? Ngồi xuống đi. Diễn đàn cao cấp của giới thương gia đã gửi một thư mời cho chúng ta. Từ từ rồi mới nói, thở đều trước đi. Theo trình tự bình thường, chúng ta phải bàn bạc trước nên phái ai thay mặt công ty tham gia, sau đó gửi lại thông tin của người tham gia cho họ. Nhưng phòng đối ngoại lập tức ghi tên của ông Quỳnh lên đó, không hề thông báo cho cậu Hứa sớm. Được rồi, cứ để tôi xử lý. Tôi đã trao đổi với phòng đối ngoại rồi. Chúng tôi thừa nhận đúng là có sơ sót trong trình tự, không trao đổi với các phòng ban khác. Xin lỗi. Vấn đề bây giờ là công ty chúng ta chỉ có thể phái một đại diện tham gia diễn đàn này mà thôi. Hay là chúng ta bàn bạc coi thực ra nên phái ông Quỳnh hay là cậu Hứa lớn tham gia diễn đàn này. Cần gì bàn bạc chứ, phòng đối ngoại làm tốt lắm mà. Đại diện công ty tham gia một diễn đàn quy mô như vậy, đương nhiên phải kêu cổ đông lớn trước. Cổ đông lớn nói đi thì đi thôi. Nói xong, giải tán được rồi. Xin lỗi nha. Tổ chức chủ trì hy vọng mỗi một công ty đều chọn một nhân vật mang tính đại diện nhất để tham gia diễn đàn. Ông Quỳnh à, người có biểu tượng nhất của công ty chính là chủ tịch công ty, tức là anh của tôi. Tượng gì chứ, loại để đeo sao? Tại sao biểu tượng nhất định chắc chắn là nhà họ Hứa, không thể là họ Quỳnh sao? Vậy đi, công bằng một chút, thôi thì bỏ phiếu quyết định. Để coi, anh hai của tôi đi hay là anh hai của ông đi? Công bằng hả? Bắt đầu từ lúc các người bước vào căn phòng này đã không tồn tại công bằng rồi. Ỷ đông hiếp yếu, bỏ đi. Tôi không chấp nhất với các người nữa. Tôi tưởng đâu mọi người đều nói phải trái. Ai ngờ các người càng lúc càng quá đáng, càng lúc càng đi quá giới hạn. Hy vọng mọi người nhìn việc chứ không có nhìn người. Trong năm kỳ trước đó của diễn đàn này, tổng cộng là 15 năm. Suốt 15 năm qua đều do tôi thay mặt công ty tham gia. Công ty mà ông đại diện suốt 15 năm qua đã phế mất rồi, cậu Hứa. Năm nay là năm đầu tiên chúng ta sáp nhập. Tôi cho rằng để cho tôi tiếp tục đại diện tham gia sẽ tốt hơn đó. Ông Quỳnh à, ông nghĩ có đúng không? Chuyện gì cũng có lần đầu. Chính vì năm nay là năm đầu tiên chúng ta sáp nhập nên càng phải do ông Quỳnh đại diện. Như vậy mới có thể cho người ta nhìn thấy công ty chúng ta nhân sự mới, diện mạo mới. Thiểm mà, nhìn đi. Hứa Quỳnh, Hứa Quỳnh. Chữ Hứa là đi đâu đó? Cả Hồng Kông có ai mà không biết gia tộc Hứa thị của chúng tôi chứ. Đúng là nóng quá. Ông nhầm lẫn rồi. Tôi là má chồng của ông. Chữ Hứa đi đầu. Đất Hồng Kông có ai mà không biết họ Hứa của ông đi sau người ta thảm hơn phá của. Cho dù các người làm gì lúc nào cũng chậm hơn người ta nửa nhịp. Ông Lý không làm qua nhựa nữa, các người mới bắt chước người ta làm. Ông Lý không dệt vải nữa, các người mới bắt đầu bắt chước người ta dệt. 30 năm trước người ta tiến bắt cấm cờ làm ăn. Tới ngày hôm nay các người đón chuyến xe cuối đu giạt áo. Ông nói đi. Nếu không nhờ gia sương dưỡng chúng tôi giúp các người, hôm nay làm gì có tập đoàn Hứa Quỳnh. Uổng công chúng tôi còn nhường cho các người đặt chữ Hứa đi đầu. Hôm nay các người dùng thái độ đó đối xử với chúng tôi, thợ hồ xây cửa chính, qua được bản thân, qua được người khác. Thật ra ai ăn hiếp ai? Ai đi qua giới hạn? Nói hay lắm. Hay. Hay là mọi người bình tĩnh lại trước đi. Chúng ta đừng nên cãi nhau nữa. À, phải đó, phải đó. Cãi nhau mất vui. Ông Quỳnh, chúng ta làm việc thật. Nói chuyện thật đi. Đúng. Tôi hy vọng ông hiểu, làm người làm việc đều phải có giới hạn. Diễn đàn này nói về người của hơn 30 nước tham gia. Ngôn ngữ chủ yếu đều là tiếng Anh. Cho nên trước sau tôi cũng cho rằng để tôi đại diện đi thì sẽ thích hợp hơn ông. Mong là ông đừng ngại. Cũng phải, hiểu mà. Thì đó, để ông đi đi. Tới lúc đó há to cái miệng được cái lỗ. Đến lúc đó mất mặt người ta biến thành người mặt ngố. Rồi ha 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 ha. Được rồi, được rồi. Chấm dứt tại đây đi. Chuyện này cũng do tôi nhanh miệng nhận lời phòng đối ngoại. Thực ra cũng đơn giản thôi.
Bây giờ kêu phòng đối ngoại gửi mail cho họ, nói công ty chúng ta đổi qua cho Alan tham gia. Vậy là giải quyết xong rồi. Chưa giải quyết. Cậu cứu. Chị Quỳnh. Trời, người nào người nấy có thù với trái táo sao? Cậu Út, cậu còn cười được sao? Phòng đối ngoại trực thuộc phòng thông tin của công ty cậu bây giờ gây ra bãi chiến trường. Cậu là người điều hành, làm sao giải quyết vụ này? Vụ này Anis đã gật đầu rồi. Bây giờ toàn bộ trách nhiệm giao hết cho CEO rồi mà. Chức CEO này, nếu không xử lý thì chịu trách nhiệm thôi. Nếu không đâu trả lương cao, mướn về ngồi đâu chứ. Nói hay lắm, có sáng kiến. Cậu à, khoan ăn táo đã, nói cách giải quyết trước đi đã. Ai nói cậu có cách chứ? Chẳng phải máy chính kêu cậu nghĩ sẵn cách rồi mới tới đây sao? Hả? Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy là người họ Quỳnh đều cần phải tự động vào vị trí. Má còn chê cậu ta về trễ nữa là còn nói là không có cách. Tín hiệu cảnh báo của chị quả lên cấp 10 rồi. Y o. Xe cứu quả tới nơi. Y o. Nè mọi người đừng ăn táo nữa. Ăn chút tuyết nhĩ tìm đường phèn hạ quả đi. Đích thân tôi giám sát chị Hà làm đó. Bây giờ kẻ bị trái cấp 10 đáng lý là anh. Anh còn lái xe cứu quả tới nữa. Thiệt chẳng giống ai. Em muốn anh làm gì chứ? Ra nông nổi như bây giờ anh cũng không muốn đi nữa. Mất hứng hết rồi. Trưa nay anh mới tươi cười nhảy đông đổng chạy đi gặp ông Phùng, nói là muốn nhìn thấy nét mặt tức tối của ổng. Bây giờ quay ngược lại anh không đi được nữa. Chắc chắn anh sẽ bị ông Phùng cười đến anh ê mặt. Đúng rồi, trước giờ ông không nể mặt anh, còn gọi anh là ông Quỳnh trà sữa. Kẻ thắng làm vua anh hai à. Lần này anh không thể thua được. Tôi biết. Thật ra bây giờ tôi nghĩ tới chuyện sau này gặp ông Phùng, nét mặt ổng cười tôi, chắc tôi kiếm chỗ chui quá. Tôi đã tính sẵn rồi, từ nay về sau Phùng xuất hiện chú ý, tôi không tới khoái hoạt cốc nữa. Khánh Long Môn tôi không đi. Những chỗ có ông Phùng xuất hiện tôi cũng không đi. Ba Chính hay là ba Di Dân đi? Ba cũng tính sẵn rồi. Ba nói được không làm được trước mặt nhiều người, thử hỏi có ê mặt không. Di Dân cũng là một cách rất hay. Chính vì em không muốn anh như vậy, em không cho anh như vậy. Quỳnh Vĩnh Chính, lòng tốt của anh chỉ làm tới hôm nay thôi. Bắt đầu từ ngày mai không được nhường nữa. Bây giờ hai người chỉ có một người sống, ngay cả cậu Nick tài giỏi cũng chưa chắc giải quyết được. Đến lúc đó phải là Nick dẫn theo vợ và con Di Dân, còn phải Di Dân tới sau quả. Bởi vì giải quyết không được chuyện này, khó lòng đứng vững trong giới thương gia toàn cầu. Chị hai ha. Anh Lai, có cần nói quá đáng đến vậy không? Lúc nào cậu cũng muốn cậu Nít chết, cậu ta có chuyện chúng ta cũng không yên thân đâu. Cậu mới là người không biết chuyện nhất. Cậu Út, cậu Út, mau tìm cách đi mà. Tuyết nhĩ tìm đường về, hơi ngọt nha. Cậu cũng không ra gì. Giờ cậu tới tập nữa sao? Diễn đàn đó là 7 giờ tối nay mà. Không phải cậu xác định tôi sẽ tới cậu mới xuất hiện sao? Hình như anh xác định tôi sẽ tới, cho nên anh không rảnh cũng tới đây thì phải. Cũng phải thư giãn một chút chứ. Coi tivi thì coi nhiều rồi, nhưng mà nằm mơ cũng không ngờ. Lần này đúng là đích thân trải nghiệm được thế nào là một trận đại chiến đó. Từ từ anh sẽ quen thôi. Anh đã biết tại sao tôi cũng thích tới công ty rồi chứ. Thôi hỏi anh, nếu anh thực sự không tìm được cách thì anh sẽ lựa chọn Mít Lòng Vui trà sữa hay là cậu Hứa Lớn đi? Tôi dám khẳng định chọn sao cũng chết. Học sinh Lâm Thiên Quang sở trường tư duy ngược lại. Tôi đã nói chuyện với cậu Hứa Lớn và Vui trà sữa rồi. Tôi sẽ kiếm thêm một vé để tối nay cả hai người đều có thể tham gia diễn đàn. Anh ký chi phiếu khống này lớn như vậy, có cách thì phải. Bất cứ một sự kiện nào thì ban tổ chức đều cầm một tờ danh sách VIP, biết ai không thể tham gia. Chỉ cần chúng ta tìm được người phụ trách cầm tờ danh sách đó, tờ chi phiếu này có thể thanh toán ngay lập tức. Có lẽ anh cũng từng nghe nói về lý luận phân chia lục đạo mà. Ngăn cách của anh và một người xa lạ không bao giờ vượt quá 6 người. Nên tôi nghĩ làm bạn với Buffer chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Anh thiệt nhảm quá, anh nói về gái đi được không? Nè, nhưng mà vậy, bây giờ là thời đại công nghệ số, anh muốn tìm người thôi, bấm cái nút là được rồi. Tôi tung lực lượng đi bấm cái nút này lâu lắm rồi. Tức là không làm được gì hết, chỉ có đợi. Phải tìm được người này mới có thể đi bước đầu tiên. Vậy đi tắm. Chà, đúng là trai đẹp tới mức hấp dẫn mọi người ha. Nam nữ đều sát được hết. Sao hả? Sư huynh có tin sao? Tôi tìm ra người phụ trách đó rồi, nhưng mà người đó không làm nữa. Vui vậy sao? Tức là trời cũng không giúp anh rồi. Nhưng mà vậy, người thay thế đã tới Hồng Kông rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa có thông tin của người này. Tôi chỉ biết người này ở khách sạn kế bên hội trường thôi. Vậy anh mau bay tới đó để lấy vé đi. Tôi muốn giao người này cho cậu. Tại sao chứ?
ai cũng gọi người này là Madam T, sở trường của cậu mà. Tạm thời bạn của tôi chỉ biết bấy nhiêu thông tin thôi. Ảnh đang rất cố gắng tiếp tục sắp xếp giùm tôi. Nè, không còn nhiều thời gian đâu. Sư đệ, cậu ráng cố gắng giùm tôi nha. Cảm ơn trước. Được rồi, cứ giao cho tôi. Ok, cảm ơn. Người này tên là Francis Taylor. Ai biết thì gọi là Madam T. Quảng kiều Malaysia, là nhân vật đẳng cấp trong giới bia. Trên cơ bản thì đang ở trạng thái bán nghỉ hưu. Lần này người này nể mặt chủ tịch diễn đàn mới nhận lời tới phụ giúp mà thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bạn của bạn tôi đã hẹn với người này rồi, nhưng mà chuyện sau đó trông cậy vào cậu vậy. Nè Madam T mà, Madam nha, có đẹp không vậy? Xin chào. Chào. Ông là? Tôi là Madam T. Alo, có nhầm lẫn không vậy? Nói chuyện nghiêm túc trước đi. Tình hình bây giờ sao rồi? Nè, tôi nói nghiêm túc đó. Tôi hỏi anh nha, sao anh đối xử với sư đệ của anh như vậy chứ? Mà Nam Thi đó là đàn ông mà, gớm chết đi được. Hả? Nè, xin lỗi, lấy xe tên thôi. Vậy cuối cùng thì sao? Không khác tôi mới tính nhanh. Nghe đỏ đi, khách VIP đầu tiên chưa xác định tới hay không? Là Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Bắc Âu, ông Ma Chen Sơn. Chỉ cần ông không tham gia, mà Nam Thi đó sẽ giao vé cho chúng ta. Ok, bây giờ tôi kiểm tra coi thật ra ông tới Hồng Kông chưa? Kiểm tra rồi. Ông Martin Sơn đã ngồi máy bay riêng tới Hồng Kông rồi. Khách sạn cũng nhận luôn rồi. Chắc là sẽ tới tham gia đó. Venus. Chào. Chị pha cà phê, cô uống không? Không cần đâu, cảm ơn. Xong rồi. Xin lỗi nha. Không sao. Nè, anh làm cái gì vậy? Xong cái gì chứ? Nhà trang điểm Kelly đã tới chỉnh trang cho cậu hứa lớn. Sau đó họ sẽ xuất phát tới diễn đàn. Thật vậy sao? Nè, xong rồi. Tới sao đi. Xong gì nữa? Ông Quỳnh cũng đang chỉnh trang, chuẩn bị đi diễn đàn. Sao cô biết vậy? Ông Quỳnh và cậu hứa lớn cùng tới diễn đàn. Chà, lần này là Nick thành công rồi. Yeah. Good evening, sir. Nice to meet you. Sir, this is great party I like. Bà Chính à, nếu thế chân bà mới chịu rút vô ích lắm. Cũng không thể nói vậy. Lát nữa người ta nói toàn tiếng Anh, bà không trả lời được câu nào mất mặt lắm. Có một dạng ngôn ngữ thế giới, bà Chính thuộc về cấp thế giới. Con nói cho bà biết không cần lo. Dạng ngôn ngữ thế giới nào? Bà là cấp thế giới gì chứ? Đó là lát nữa bà gặp người nào bà cứ ha 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 vậy là được rồi. Nice to meet you. Sure, this ready party. Có được không? Tự nhiên chỗ này chỉ là gặp mặt nhau, chào hỏi nhau, xã giao vài câu thôi, với lại trao đổi danh thiếp thôi. Vậy là ăn chắc rồi. Nice to meet you, sir. This is great party. Thank you very much. Thank you very much. Ngắm một. Ê, A Lăng. Thiệt tình sao lại tình cờ tới chung một lượt vậy? Hi, meet Lão Phùng. Nice to meet you. Ông Quỳnh, ông Hứa, chụp chung tấm hình đi. Cũng được. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Ông Phùng và ông cũng chụp tấm hình đi. Sư đệ, lần này cực thân cậu rồi. Cảm ơn. Nè, chơi trò nhỏ mọn sao? Anh đối xử tôi như vậy mà, nhìn tôi một chút cũng không được sao? Tôi đối xử với cậu thế nào chứ? Bây giờ có phải tốt hay không đi? Nè, ăn bắp nổ đi. Còn bắp nổ nữa? Bây giờ còn nói như câu sốc tôi phải không? Vô lại. Nè, nói gì thì nói, có một chỗ rất bí ẩn, tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Ông Manchester đó, rõ ràng tới Hồng Kông rồi, còn nhận luôn cả khách sạn nữa, bước qua kế bên là hội trường rồi. Nhưng mà cuối cùng lại không tới diễn đàn này. Tại sao vậy? Nè, đừng có tùy tiện nói ổng không có tới diễn đàn nha. Người ta có đầy đủ thông tin tham gia, có tới hội trường đó. Cái gì chứ? Làm gì có chứ? Cái này gọi là sự gian xảo của đàn ông.
ổng làm bao nhiêu chuyện cũng vì muốn giấu vợ của ổng đi lăng nhăng thôi. À, trước đó tôi có đọc thông tin của người này rồi. Họ nói ổng và siêu sao quốc tế tên gì Jennifer, có tên đâu. Tôi kiểm tra được Jennifer đã đóng phim ở Macau, nên tôi nhờ bạn bè bên Macau tìm hiểu giùm cho tôi. Thì ra sau khi ổng nhận phòng khách sạn, liền lập tức lên trực thăng bay qua Macau. Dụng trộm mà rình rang tới vậy luôn sao? Như vậy mới phấn khích và vui chứ. Sư huynh không ổn chút nào. Cảm nhận về mặt này yếu vô cùng. Tôi đâu cần cảm nhận mạnh mẽ làm gì chứ. Bởi vì tôi rất là yêu vợ của tôi. Loại đàn ông như anh mới nguy hiểm. Chưa bao giờ ăn chơi, không lăng nhăng. Hễ khi mà bốc cháy, sẽ cháy tới dữ dội. Hại thân lắm đó. Thì đừng để nó cháy chúng mình thôi. Ơ, à, dễ vậy sao? Có bao giờ nghe thế nào là dục quả thiêu thân, thế nào là không thể tự chủ không? Loại người như anh đó, cái gì cũng phải đánh giá rủi ro, cái gì cũng phải tính toán. Nhưng mà những chuyện này khó tính lắm, đừng có nói là tôi nói đó. Nè, nói với cậu đi. Có cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cậu luôn không? Công ty có thể hỗ trợ cho cậu. Làm ơn đi, không cần. Biết quan tâm tôi hồi nào vậy? Đâu có, tôi thật sự rất muốn biết. Cậu và Madame T đó có... Nè, anh mắt của anh đừng có hèn quá. Không lẽ anh nghĩ tôi... Tôi không có, nên muốn hỏi cậu thôi mà. Thật ra cậu giải quyết ông ta bằng cách... Dùng miệng. Nè, ý của tôi nói là dùng miệng lưỡi. Bất tình lình nhờ bạn tôi giúp đỡ thôi. Bạn cậu sao? Phải, tôi quen biết khắp thiên hạ. Không cùng dạng người, không cùng xu hướng đều có. Quả như là 009 ha. Cao thủ, cao thủ. Kim Dương, anh có kế trương lương, tôi có đứa hai phai. Vậy cũng được sao? Tút sèn luôn hả? Tút sèn. Cảm ơn. Ngon ngon tình tình sao cao màu phi hung hung nhất sang màu xanh sâu trình xăm phiên phiên sinh hoài bằng nhau lấy hoi chi hoàn lâu trong mô cầu châu đô khẳng cầu một phát phong sâu phong yêu thai đô sớm yêu hơi chơi bị quỳ mong quá hơi cầu thắt đô xó xây cầm lâu yêu xây cầm chuyện như vô cây nhận sắc yêu chi si hữu yết có trong cây mân xây đê cho tây xin phong biên phai hơi